Rồi, giờ thì món cánh món thỏ đầu tiên là ra lo nha các bạn. Đến ngày mà sau thì thưởng thức cả món này này. Đấy. Giới thiệu đây là rượu ngâm tất cả sim đi tắt một in cũng mới được mẹ. Tôi chuẩn bị ngoài rồi, để ngoài rồi chia đủ ăn đùa được nhỉ? Hả? Mà từ cái mới ăn đùa đủ chia nha rồi đố rồi. Em nào phải chết đừng phải cắn. Hai ông bảo hai ông bảo thế em bảo hai bên chạy quá đi ô tô đâu hết thì tôi tại vì chạy hết đường lên cuối đường ấy đơn lên đấy cuối đường ấy em cứ chạy thẳng quá quá chục tiếng chạy thẳng và chạy thôi. Bây giờ là mẹ lo à? Xin chị đâu vậy? Tôi đây, bảo bóng chị cao cho đâu món chị đấy. Em đi chạy thẳng đi, em chạy thẳng đi, em chạy thẳng đi, em chạy thẳng đi, em chạy cái thằng xuống thành ô tô lên chứ lại chứ là có ghi quá chứ tao hai ba uống rồi mời mọi người nhá. Rồi Bần Dũng sẽ review món thịt cánh cho Bần Dũng. Anh ăn đi. Anh ăn đi. Mình sẽ thử miếng thỏ roti các bạn nhé. Nó nhẹ rồi. Thỏ roti nhìn khá hấp dẫn các bạn này. Con đi mô. Lên đi đây. Mày uống hết lên kỉnh đi đâu trên lúc này đi. Mặc con nấu cho nó mất củ nó bò đấy mình đợi cái máu đi. Đây, có người điện. À, em cảm ơn anh Trương Lý này. Máy của anh mà đem mình cảm ơn điện. Mình đã từ chối đến đâu rồi. Đâu đang kia Tung. Thôi phải đi làm thôi. Con nhiều bữa rồi anh. Để lo ngay về nhà Tung này. Chú quả như đây cho tao như thế. Vô mắt ạ. Nè. Mà mất mặt thuê cháu thôi mày xe lại 100 hoàng lý rồi mày mang mắm tí có 100 nghìn rồi mày bắt được gì. Ba cho. Ai bảo lại bảo không nghe to mà to ơi. Ốc có xí lại. Không người chỉ còn. Này ổng này. Phải có việc gì? Thế là ưng nha to thì quý chứ mà. Bữa nay con hư lễ. Ăn mặn con chỉ ăn không? Con đừng có đi ăn nhạt con bỏ lên tìm rồi giờ mình sẽ thử cái món thức cánh này nha các bạn. Mãi chung được trăm nai mày. Mở bia ra đi, mở bia ra chung đi. Còn có lấy bia ra cho nó. Mình múc cho bạn anh Dũng. Chung trăm nai. Được được. Từ múc à? Từ từ ăn từ quay rồi. Làm từ quay. Xuống bia đi. Để cho không được cảm ơn anh Việt Lý này. Rồi đấy là bát thức canh các bạn nhá. Canh thỏ nhá. Tôi cảm ơn tôi chỉ là cảm ơn mình sẽ à chạy thử một miếng cánh mà các bạn này em từ đó anh để em đỏ to anh em nữa anh em tập cho anh Việt cháy tí lắm vô ngoài khởi uống cháy được lao hơn khó lắm họ lao cháy mới cháy mà còn cái nước thôi đúng nhỏ như rồi được cánh khá ngọt các bạn ạ ngọt đi nhờ em thịt thỏ thì vừa dai vừa giòn. Ngon quá.
Khoan luôn. Còn anh cắm bình đảo có người có đi. Ngon, rất ngon. Còn cắm bình đảo ngu lên thì có đi, không ăn được cái nữa đâu, cái cả ừ cái. Anh đi cho nhiêu thôi, mới bỏ thịt cánh nữa. Bao giờ thịt, bao giờ thịt chế, bao giờ thịt chế nhá. Anh đảo thì nó ăn sau. Ăn thịt chế. Còn con người có đi, con người có đi. Các bạn, cánh ngon. Cắm giả ra. Cắm giả nữa. Cắm giả nữa. Mình ăn thịt cánh thò á. Đâu được rồi. Chứ đang ăn thịt cánh đi. Ô, nghe thế nào. Ê, ô chồng. Tao phải bị gặp như thế nào, cùng ăn thịt cánh thỏ nghe như mùi thỏ thiệt. Ôi, một người xinh đẹp. Mọi người cũng đông người à? Đông người kìa. Ờ, lâu rồi đông người à? Lâu mà lâu tao mới bùng trọng. Rồi, mời các bạn nha. Cảm ơn mọi người là đến vui sinh nhật của Tung à? Của bên nóng đó. Rồi, mời các bạn nha. Mình tiểu lượng kém nên chuyển qua uống bia các bạn ạ. Có như là giật này, có như là rọt ra ly. Kiếm hì. Tao làm cái ly rọt về nấu. Kiếm hì. Anh cứ chọn cho anh nhé. Hả? Tao làm cái ly nào đâu. Đi bia à? Cái gì? Nó chung đó chứ. Tạp chết anh, bỏ lý ra, cùng đá đi, ông đá vô cùng. Bỏ ra đi vô hơn nhé. Tôi phải đá. Chụp ai đấy mới bói? Chụp tải á. Mà đang có mặt, tao mỏ vô. Chụp trong em, chụp trong em ra. Chụp trong em ra. Anh chụp hình là chụp trong em ra. Chụp trong em ra, đừng chụp trong em. Anh đảo cái gì mới bỏ lý ra nhớ luôn. Có năng. Em tập chụp có 4 chiều mà được. Thôi chứ xin phép mời chủ nhà lý về đăng chứ đến nhà. Đấy nhớ cô gái ấy kiếm hết cho bạn ạ. À. Xuống này cho mình nó. Đi mời cái đá đấy đá sao thế? Tao mời tao 25 tao mời được. Em cô gái đi. Đá đá đá. Em mệt quá anh ơi. Em như là em mời. 2 3 1 2 3 1 2 3 1. Rồi. Ông tiền đấy, ông già đấy. Ông tiền chứ. Ông già đó. Chụp ngang lại. Biết chụp được. Cái đấy nó bài nhá. Bỏ anh cái được đấy. Tao nói đôi đứa cho con thằng chụp đẹp hơn con hên chụp đấy. Là sao anh nhớ em không chụp cái này hết. Chụp cái ngón này. Đi ra. Đào cái con này giúp cho con. À, thì mau em kiếm đôi băng nữa là coi anh đánh cái cánh nhá. Chơi còn làm hai con đùi băng. Hai đùi băng anh nằm trong khay này luôn. Em đây. Mấy băng được nhiêu? Biếng từ cánh đôi băng ăn ngọt hơn cả từ cánh đầu nữa. Nói chung hai con anh phải làm được một khay này. Ừ, hai con. Rồi. Một ít thịt cánh, một ít bánh tráng nha các bạn. Có mấy củ cắm đâu cắt rồi chứ. Giờ cắm chứ đẻ. Chim. Để là củ mai đi. Điều bán đông như rồi tỏi. Mấy củ uống nha. Điều hoa củ lắm không? Đưa cái cái giấy đá nắng ra cái bếp. Mấy tướng lão quả kia thôi. Rồi, thêm một thịt cánh. Đúng không? Cho một thịt cánh nha các bạn. Ai ai ăn tỏi thì sẽ trong chút tỏi. Đấy, lạc mà cái trong nó vậy. Mình cả lạc tỏi, tém thì lạc tỏi. Sợ à? Bữa giờ em cắt em có bẻ ba. Bỏ lên mà ba lần luôn. Hai thằng, hai thằng cầm. Đúng hai thằng cầm. Mình bị lạc tỏi. Không cần bẻ lần. Rồi, hai con. Đó là một bát thịt cánh thỏ hoàn chỉnh nha các bạn. Sau đây bạn dùng sẽ thưởng thức cái bát này nha các bạn. À mình có thêm một rau ngò bao nữa. Em có thỏ để mày cắt. Nó bảo là nó tầm gần 4 kg. Gần mịn mô. Ăn thoải mái. Được 3.4. Rồi, 4 kg đó. Đi tỉnh lố chứ. Rồi chứ, bà chạy ra cho bà cho mời chủ nhà đi được anh em. Ừ, đẹp đó. Chủ nhà đẹp. Rồi, bạn dùng thưởng thức coi bạn chúng ơi. Mẹ mơ cái gì tao mời bị lượn bóng mới mệt. Wow. Anh em lâu rồi mà tao mới mời chủ nhà được nhỉ. Hai thằng mình đầy lâu này hả? Từ kia đi ra lò cái gì đó. Anh nhau lắm tao phải chu chồng đấy cho đi vô lâu không có mí. Ngon. Tao phải đi. Tuyệt vời. Ăn tiệc cánh thỏ mà nghe đùng mùi thỏ. Hay rồi tối. Anh thấy hơi nhạt. Đó. Anh thấy hơi nhạt chút. Em ăn vừa. Em ăn nhạt cho nên em ăn nửa nó vừa. Mặn thì được nhưng mà vừa. Chờ vớt bò được mắm lên mất bạc được mắm lên. Em mặn thì bỏ thêm mắm rồi giới thiệu với các bạn món tiếp theo là món thỏ giả cây nha các bạn. Ôi, trời nhìn từ đó cái này từ đó cái đấy mi đỏ trà rồi bạn bạn gọi review cái món thỏ giả cây thử nha gọi bạn ngon không mi bắt thằng uống lên uống đấy ngon cảm ơn nhé. Hình như chứa, tuyệt. Chứa ăn thịt tía thì cũng kì ạ. Ăn thịt thò mà nghe mùi đúng mùi thò luôn. Ngon tuyệt, ngon tuyệt. Vì giá cây thế nào, ngậm gia vị các bạn. Rất ngon. Rồi.
tao phải lấy cái gì đó dưới mít cái quần về chiếu tôi bớ bơ lý đi rồi 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 cảm ơn bạn Dũng nhá. Quay quay tao lên tao kia tung tung nó tuần đủ mấy đâu rồi mời các bạn nhá. Mừng mà có ra sớm để mình ăn đi im mồm đi là chúng ta cố gắng hết cái này mời hết nữa cái đây dạ bởi vì thế chứ cùng ngoài thì anh kia dạ giờ anh bằng nói hết cái này còn anh nhâm hết cùng bia đó hợp lý tao đủ uống xong chặt đi này anh đi thôi đi một đi anh lại biết ai hết mày lóng kia chung việc của anh nhâm ai lóng phạt phạt ra cái con ai lóng cái mày nghe ai lóng mày lóng bọn em hết phải chuẩn con đi tàu như này. Ừ, đúng. Hai, anh biết phải thằng dùng hết. Con đưa mày đâu đi cái hết đó. Trong cái mưa tao đi hết. Con đưa mày hết cái lòng cái mày hết cái đó. Rồi lấy mày đồ. Mày đồ. Đồ mày đồ. Lô. Em lại cổ nó đọt. Con thôi. Con luôn. Con em bắt con thằng đó. Cái đi mày lắm mày lắm thằng được hai cùi đó chứ. Bay. Mà hai cùi chị đâu đúng không? Hai cùi con chị cấp ra. Năm cùi đó. Các bạn bán cuối đó, một cuối đó. Nhiều bán à, nhiều bán à, không phải. Sơn đó. Thôi, tao bỏ đi, tao bỏ đi. Ui, tao tự giảm đi. Đồ em đi. Chưa tính phạt, chưa đứa mẹ đâu. Thôi, phạt đi em ơi. Đồ em đi. Phạt đi em ơi. 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 Năm đồng ạ. Người năm đồng ạ. Tao Tuấn. Ê, phạt luôn nha. Còn cô. Thử đi một miếng mà. Mày đưa tao ăn được. Sao tao gặp nha, tao gặp. Ăn hả, tao gặp một miếng mình. Mày hả, tao gặp. Xin mời các bạn nhá. Đây là gọi món thổ da cây. Do đau bếp. Rất là hổ. Đau bếp này. Biết xuân. Hay còn gọi là... Đạo diện. Việt Nam quê hương ta. Nam coi đây là hương vị quê hương. Ăn mà dở đây. Dạ, em xin phép em. Rồi mời các bạn đi. Mời đã. Thành ngon anh cái. Ngon nào. Tuyệt vời. Ngon. Thơm đậm đà. Đậm đà. Đây chất quê hương. Mình muốn khóc. Rồi chào tất cả các bạn nha. Không có được bố giảm chế anh hôm nay thì sao bọn em đang có mời anh.